Biện pháp hữu hiệu hơn cả là cải tổ việc quản trị và sử dụng các món nợ, vì đây là nguyên nhân to lớn góp phần vào nợ công gia tăng. Những công ty quốc doanh thua lỗ triền miên là những thí dụ điển hình. Vụ Trịnh Xuân Thanh làm thất thoát ngân quỹ của Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam 3.300 tỷ rồi trốn qua Đức đã thu hút sự chú ý của những nhà đầu tư quốc tế về tình trạng tham nhũng tại các công ty quốc doanh ở Việt Nam. Đây chỉ là một trường hợp mới nhất trong muôn vàn chuyện xấu xa về doanh nghiệp nhà nước. Khối tài sản đang nằm trong tay của các công ty quốc doanh ở Việt Nam trị giá khoảng 300 tỷ đô. Nếu những công ty này hoạt động hữu hiệu đã mang lại nguồn tài chính và kỹ thuật để phát triển đất nước, nhưng kết quả trái ngược. Kế hoạch cải tổ khu vực quốc doanh qua việc cổ phần hóa đã tiến hành trong vài thập niên, nhưng chưa đạt được tiến bộ đáng kể. Những công ty quốc doanh vẫn tiếp tục nhận được nguồn tài trợ với những điều kiện ưu đãi so với công ty tư nhân. Gần đây, một số luật lệ được thiết lập để giảm bớt sự can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế, ngăn cấm khu quốc doanh đầu tư vào những khu vực không phải là cốt lõi, ngăn chặn việc ăn cắp tài sản và xúc tiến nhanh chóng việc tư nhân hóa một số công ty quốc doanh lớn. Bộ Tài chính sẽ thâu về được khoảng 4 tỷ Mỹ Kim khi hoàn tất việc bán 10 công ty bao gồm Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam, Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ FPT, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, Bảo hiểm Bảo Minh, Công ty Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam, Công ty Nhựa Tiền Phong, Công ty Nhựa Bình Minh, Công ty Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Việt Nam, Công ty Cổ phần Cơ khí Khoáng sản Hà Giang, Công ty Xuất nhập khẩu Sa Giang có thể mang về 3 tỷ Mỹ Kim. Những dự định tương tự đang được sắp xếp. Tư nhân hóa khu vực quốc doanh sẽ chấm dứt sự hoang phí tài nguyên quốc gia và mang lại một số tiền lớn lao cho ngân sách, bù đắp vào bộ chi ngân sách. Để việc cải tổ khu vực quốc doanh nhanh chóng và hữu hiệu, biện pháp cổ phần hóa cần đi đôi với việc cải tổ ban quản trị các công ty chưa thể giải vốn 100%. Nếu không, các nhà đầu tư sẽ không tin tưởng để bỏ vốn vào. Việt Nam còn nổi tiếng về những dự án đầu tư công. Khá nhiều cầu chưa hay vừa xây xong đã sập. Đường xây chỉ để tồn tại vài năm trước khi phải sửa chữa lớn. Có quá nhiều trường hợp như vậy để liệt kê ở đây. Tuy vậy, xem ra không ai chịu trách nhiệm về những sai lầm này. Tham nhũng tràn ngập trong các dự án đầu tư công là nguyên nhân chính của thất bại. Việt Nam đã được xếp vào hạng 113 trong số 176 nước về chỉ số tham nhũng của năm 2016, chỉ trên Lào thứ 123 và Campuchia hạng 156 trong số những nước Đông Nam Á. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, những nợ xấu tại Việt Nam vào năm 2016, kể cả những nợ xấu do công ty quản lý quỹ hoạt động quản lý, đã lên đến 487.000 tỷ Việt Nam đồng, 21,3 tỷ đô, chiếm 8,8% của tổng số nợ là 5.500 ngàn tỷ Việt Nam đồng, 241 tỷ đô. Tỷ lệ này quá cao, Ngân hàng Nhà nước dự tính hạ xuống 3,3% vào năm 2020. Những món nợ xấu làm giảm nguồn tài trợ, giảm lợi nhuận của các ngân hàng, phân phối sai nguồn tài chính và làm nền kinh tế phát triển chậm. Chính Đảng Cộng sản Việt Nam với 4 triệu đảng viên là một gánh nặng lớn lao cho ngân sách quốc gia, vì tất cả mọi chi phí của Cộng sản Việt Nam đều được trang trải bởi ngân sách quốc gia, từ lương bổng cho đến các cơ sở và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo số liệu của Bộ Tài chính Việt Nam, ngân sách của nhà nước đã dành cho Văn phòng Trung ương Đảng là 11,8 ngàn tỷ từ năm 2006 đến năm 2015, hơn cả Văn phòng Quốc hội 9,1 ngàn tỷ, Văn phòng Chính phủ 6,3 ngàn tỷ và Văn phòng Chủ tịch nước 1,0 ngàn tỷ. Ngân sách dành cho Phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chiếm 41,8% trong tổng ngân sách dành cho 4 cơ quan này trong thời gian 9 năm. Xin nhấn mạnh một điều ở đây rằng, ngoài Văn phòng Trung ương còn các văn phòng thành ủy, tỉnh ủy, huyện ủy, dưới đó có đảng ủy xã, phường, thị trấn, theo tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việt Nam có 58 tỉnh và 5 thành phố lớn trực thuộc chính quyền Trung ương. Hơn thế nữa, ngân sách quốc gia còn tài trợ cho những tổ chức chính trị dưới hình thức các tổ chức ngoại vi và các tổ chức xã hội, dân sự, trá hình của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên nguyên tắc, có 4 biện pháp để giải quyết ngân sách thiếu hụt. 1. Tăng thuế. 2. Giảm chi tiêu. 3. Phát triển kinh tế. 4. Biện pháp hỗn hợp. Giải pháp 4 hỗn hợp giữa 2 và 3 xem ra thích hợp nhất đối với tình hình Việt Nam hiện nay. Tăng thuế làm người nghèo thiệt thòi một cách bất công, làm tăng lạm phát, cản trở việc phát triển kinh tế và có thể làm cho ngân sách bộ chi và nợ công rơi vào vòng luẩn quẩn. Hơn bao giờ hết, để phải đương đầu với ngoại xâm, Việt Nam phải xây dựng sức mạnh kinh tế để có sức mạnh quân sự. Phải đẩy mạnh xuất cảng mới có tiền mua vũ khí. Một chiếc tàu ngầm lớp Kilo của Nga trị giá từ 300 đến 400 triệu đô. Giảm chi tiêu là một giải pháp hợp lý và khả thi.
Nó sẽ không những buông cản trở mà trái lại còn giúp phát triển kinh tế. Cổ phần hóa những công ty quốc doanh, ngoại trừ một số ít cần nhà nước quản trị vì lý do an ninh và quốc phòng. Nhà nước không cần phải lo việc sản xuất giấy, quần áo, thực phẩm, bia và rượu, nước ngọt, nhựa, cao su, bảo hiểm, khai thác khoáng sản, v.v. giải thể những công ty quốc doanh thua lỗ. Biện pháp này còn có tác dụng tích cực cho kinh tế phát triển. Đối với Việt Nam, những chi phí thường phải chi hàng năm như hành chính, lương bổng, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng tăng rất nhanh trong vài năm qua. Những chi phí này chiếm khoảng 66,3% trên tổng chi phí của ngân sách nhà nước Việt Nam vào năm 2016, so với 18,7% trả tiền lời và 15% chi phí đầu tư theo số liệu của Bộ Tài chính Việt Nam. Chi phí thường xuyên hàng năm là một yếu tố quan trọng nhất làm ngân sách thiếu hụt. Việt Nam cần phải sáng suốt và cương quyết thực hiện biện pháp này vì tình hình đất nước nguy ngập bị ngoại xâm đe dọa, giặc đã ở ngoài ngõ, không cho phép chính quyền chần chừ. Tất cả những phần cần phải giảm chi kể trên đều là gánh nặng cho quốc gia, không nằm cho khu vực sản xuất. Cho nên biện pháp giảm chi này sẽ không làm kinh tế thoái hóa, mà trái lại còn giúp cho nhà nước giảm được mất mát vì thua lỗ và giải tỏa được nguồn tài chính để dành cho việc phát triển. Những biện pháp cải tổ kinh tế và cấu trúc chính quyền tích cực sẽ tạo thêm sự tin cậy cho nền kinh tế và khuyến khích đầu tư nước ngoài. Một ảnh hưởng tích cực của việc ngân sách thiếu hụt dai dẳng và nghiêm trọng và nợ công tăng nhanh là nhà nước cầm quyền Việt Nam thấy đã đến lúc phải cải tổ sâu rộng cấu trúc của bộ máy chính quyền và kiểm soát nghiêm chỉnh chi tiêu, không thể trao cho khu vực nhà nước yếu kém đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường. Thank you.